Chào bình luận viên à, tù trưởng Du Ghi. Ông Ghi Thanh Niên. Ghi Thanh Niên thì chính thức là anh sinh năm 98. Vâng, anh em mang fan chim sẻ ra cổ vũ cho anh Yugi à? Vâng, thực tế thì ở đây em quay hai màn hình máy, có cả màn hình máy của chim sẻ và màn hình máy của Yugi. Rất mong anh em sẽ ủng hộ cho hai game thủ này. Vâng, đầu tiên thì anh em có cái vâng nhận định gì thì anh em cứ comment lên khung chat giúp em. Vâng, em sẽ đọc comment của anh em. Hoàng Bá Phúc à? Vâng, em không phải Chris à, em Tuấn 2K. Quang Đào bảo chưa lần nào xem anh Yugi cặp cùng chim sẻ mà thua. Vâng, chính xác. Ngày trước thì kèo tù nhất là Hòa, chưa thua. Hòa cùng R với Tiễn Như Vũ và Lôi Lao Hổ thì phải. Cái cam này thì anh em, cái này thì cam này nếu theo cam bằng cam của bên Ego nên là cam này không lấy to hẳn được. Và nó có hình ảnh của chim trong đấy thì em cũng không được phép lấy, em chỉ lấy của anh Yugi thế thôi. Rất mong anh em thông cảm. Dạ vâng, trên cam chính là vợ của Tiểu Bình Long, đối cờ đây Lục nói đúng, vừa nãy thì nó là chị Vân. Đó là chị Vân, vợ của anh Dũng Con. Cũng là nhân viên của Ego. Vâng, chị lên đây chắc là mang nước giúp các game thủ thôi. Vâng, Văn Tâm, tối nay có tiền tỷ không nhỉ? Không. Em thì không có tiền tỷ, em thì tiền tạ tiền tấn thôi, làm gì có tiền tỷ anh em. Tuấn Ai Ca bảo ông kia nói vừa thôi à, không tí hai đứa đấu nhau. Vâng, tí em sẽ bảo cá chép nó nói nhỏ đi, anh em yên tâm là như vậy. Và như vậy là game thủ Gunny đã vào rồi. Khi nào có hai bình luận viên cay quá bốc nhau không à? Vâng, chắc chắn là không nhá. Vâng, chỉ gáy thôi. Mà như vậy là game thủ Mr. No 1 và game thủ Gunny đã vào. Vâng, là một báo 2C thôi nhé. Bịp à? Vâng, các bạn ít nhất là chạm 3 với C, còn 0,5C. Đấy, anh em thấy No 1 khó chịu chưa? 2C thôi nhé, cộng 1C. Ông No 1 này. Rồi và như vậy trước khi cặp đấu diễn ra thì lần đầu tiên cho em xin gửi lời chào lời chúc sức khỏe tất cả anh em đang có mặt trên khung chat. Rất mong anh em sẽ like và thả tim, thả like, chia sẻ mạnh mẽ, chia sẻ nha. Để ủng hộ cho game thủ Yugi cũng như chim sẻ đi nắng. Và như vậy đây là trận thi đấu đầu tiên trong cặp đấu buổi sáng hôm nay sẽ được diễn ra. Rồi và như vậy là quân G-Rex. Đây là game thủ Yugi. Vào Yugi này thì lấy cho mình cái màu 8. Rồi và những bước dò đầu tiên của anh. Chúng ta sẽ để ý quân. Như vậy là chưa thấy quả đầu dành cho mình. Vâng, như vậy đây rồi, đây là bãi quả của anh Yugi.
bãi quả dường như 7 cây không? Vâng, một chấm nào, như vậy dường như không có 7 cây rồi. Tôi mới chỉ nhìn thấy có 6 cây quả dành cho con Greg này. Và chưa thấy game thủ Yugi xoay quân. Vâng, chờ Yugi bấm quân, em sẽ cập nhật quân cho anh em ngay. Rồi, như vậy là Egypt Greg và bên kia là Sampho. Như vậy, Pho là của game thủ Gunny và Summer là của game thủ No. 1. Như vậy đây là trận thi đấu đầu tiên. Ui giời ơi, ui map Yugi giàu lắm nha anh em. Đôi voi hai bầy hươu đủ đồ rồi. Liệu đây có phải một trận chém phúc của Yugi hay không? Như vậy bài rất ổn rồi, chúng ta sẽ đến với bài của chim sẻ đi nắng. Và đây là map đấu chim sẻ. Chim sẻ được cầm Egypt. Vâng, một người cùng chủ lực trong trận thi đấu này. Nhưng mà có đôi voi rồi, bầy hươu. Như vậy bãi quả nữa, ít nhất là bãi quả nữa thì chim sẻ đã đủ đồ. Như vậy map này rừng chim sẻ cũng đã có rồi. Tôi thấy ok rồi. Có lẽ như thế là hợp lý rồi. Và map đầu tiên. Như vậy là sẻ đang đưa voi về. Và đây sẽ là chiếc BS đầu tiên của chim sẻ. Úi giời. Và như vậy là không có đồ lùa về sớm nên là sẻ đóng S siêu sớm trong trận thi đấu này. Như vậy là một voi đã nằm trước chim sẻ rồi. Và sẻ vẫn tiếp tục đi dò. Chiếc S đầu tiên thiết kế tại cánh rừng dừa. Như vậy thế này là sẻ đánh cung thoải mái rồi. Một cánh rừng thông, một cánh rừng dừa. Nhưng mà dường như cánh rừng thông của chim sẻ đang là hơi mỏng. Chắc chắn là sẻ phải đánh cung rồi, chứ không thể đánh hai chém trận thi đấu này được. Và ra ăn đến quả cho đỡ mất tay. Rất tốt dành cho chim sẻ đi nắng. Khoảng 19-24. Và như vậy là đủ đồ dành cho chim sẻ. Chim sẻ đã đủ đồ rồi. Rất mong anh em tiếp tục chia sẻ đi anh em ơi. Và đây rồi, đã 1,3k rồi. Và một lần nữa cho em gửi lời chào, lời chúc sức khỏe 1,3k quý vị khán giả đang theo dõi trên khung chat này. Rất mong quý vị khán giả sẽ tiếp tục chia sẻ để ủng hộ cho anh Yugi cũng như là chim sẻ đi nắng nha. Rồi, quay trở lại bài đấu của chim sẻ đang là 22-24. Và có bầy hươu, như vậy bầy hươu này sẽ đá về hơi muộn một chút nhưng không sao cả. Đối với sẻ thì không gì là không thể. Hai cái rừng hai bên có thể đánh cung. Và bài của Yugi đang là hai voi, hai bầy hươu. Chúng ta sẽ trở lại với màn hình máy của người đánh chém trận thi đấu này. Dường như cũng có quả phụ. Bài đấu là 4 con voi dành Yugi. 7-25 không, 7-27 đã kích đời rồi với hai bài nông dân của người cầm Greg này. Ép đời khá mắc binh dành cho game thủ Yugi. Như vậy là chậm hơn Seang. Vâng, về ép chậm xe 27-27 xe khoảng 25 dân rồi. Như vậy là 23 dân dành cho bài Greg này. Tăng thêm dân ăn gỗ một chút. Kéo vòi về, vẫn còn đôi vòi ở ngoài dành cho anh. Bài này là bài đấu lực khỏe dành cho game thủ Yugi. Và Yugi sẽ chém được ai đây? Nếu mà gặp con Summer thì tôi nghĩ là sẽ bỏ qua thôi. Và bên họ dường như thế cũng có thể là phô đánh cung hoặc cũng có thể xăm. Thế thì đội bạn là dễ đánh hơn bên mình. Nhưng để mà nói về bài như này, tôi đang đánh giá là bên mình có thể sẽ đẹp hơn thôi nhé. Chim sẻ đang là người có điểm số cao nhất bản đồ. Khả năng sẻ đi dò BB bò bãi vàng. Khá chuẩn chỉ. Và những thao tác ban đầu trận đấu này hôm nay cực kỳ nghiêm túc. Bình luận viên là Thứ à? Không, em là Tuấn 2K nha anh em. Và giọng em thì khá nhiều anh em bảo giống với Thứ rồi. Rất mong anh em tiếp tục không nhầm lẫn nữa. Bình luận chính của Yugi. Vâng, Thứ bây giờ sang 6699 rồi nha anh em. Và BL dành cho anh Yugi. Và một BM, một trận Greg kinh 9. Vâng, chém mẫu. Vâng, theo cách nói của Yugi là chém mẫu. Vâng, hơi ngọng một chút nhưng không sao cả. Và như vậy đến 9 bao nhiêu không? Có lẽ là 10 tròn, 10-01 với 23 nông dân người cầm Greg. Nhưng lực khỏe vẫn còn một con voi nữa. Đã sinh con giò cho mình. Vâng, đưa rốt về đi. Một tí nữa thôi, chúng ta sẽ quay lại màn hình máy của chim sẻ. Không có tiếng anh em. Vâng, anh em có nghe tiếng không ạ? Vâng, tiếng thì đang có tiếng mà anh em không có tiếng. Có anh em đang nghe tiếng không? Tuấn 2K một tiếng già đây, anh em vẫn nghe đây. Vâng, 2K của em là 2000 nha. Còn thực chất thì em sinh năm 1994. Rất mong anh em sẽ ủng hộ cho em. Rồi, như vậy là bo bãi vàng kín của mình luôn vào đã anh ơi. Rồi, hai chiếc e bo cho ăn rộng thoải mái lên, nâng công.
Như vậy là gặp game thủ màu 2, game thủ Sài Gòn Gunny. Và như vậy Gunny được cầm phô trong trận thi đấu này. Gunny cầm phô thì dân vào mình chọc thoải mái rồi. Một dân của Gunny đã làm xuống. Có 2L hay không? Hay đánh thủ P đây. Nếu mà thiếu chéo cái lạc đà thì hơi khê. Có lẽ theo lối của Zugi thì đã thủ một P lại, đập một P và thủ lại, sau đó tăng 2L sau. Như vậy chọc vào bãi ruộng của Gunny. Vậy bài này Gunny sẽ yếu. Rồi, như vậy là đang ăn dần 1L bánh xe. Rồi, đúng như ý tôi nói rồi. Lối đánh khá chuẩn chỉ dành cho game thủ Zugi. Không cần đấy 2L ở trận đấu này. Có lẽ sẽ đập một phù ra cho chắc. Nếu không có bên gói chém như vậy, Gunny dường như người đi cung trận đấu này rồi. Sẽ là BL thứ hai không? Phải bắt trâu chém ra. Vâng, để giảm áp lực cho chim sẻ ở cánh bên kia. Dường như sẻ cũng đang bị game thủ Double chém. Và đây là chim sẻ đi nắng, đang phải bo nhỏ các cơ sở làm ăn của mình. Mà vẫn ở đây, giò của Normal đây. Nhưng Normal đến thì dường như không chém gì được. Đấy, biết ngay anh em thấy không? Chim sẻ đều vẩy e cưng nhanh. Normal trong tay điều giò khá sát. Vậy tại sao không chọc vào ruộng của chim sẻ nhỉ? Nếu Zugi có gỗ thì tôi nghĩ sẽ cho chim sẻ một chút. Chim sẻ đang là một BA thôi. Đang sóc tiếp tục con tề của mình ra. Bài này có lẽ chim sẻ với Gunny yếu như nhau thôi. Nhưng Gunny là người cầm phô sẽ ép cùng hơn. Chúng ta sẽ đến với Zugi. Zugi rất nhiều gỗ này. Tôi không ngồi sau để chim lợn cho. Nếu như mà có chim lợn tôi sẽ chim lợn cho và bơm một ít gỗ cho game thủ chim sẻ. Để chim sẻ khỏe ra. Cứ bán máu chim sẻ đi. Và tôi tin là sẻ. 28 trên 32. Như vậy 3 chiếc ruộng hình cánh hoa. Khá chuẩn. Vẫn đang đi dò dân Gunny. Gunny chết với 7-8 dân rồi. Và đây như vậy tên vừa rồi là tên chém chéo cánh. No 1 cũng chéo cánh luôn. Như vậy là Zugi đâm y luôn. Vâng, khá chắc cối. Đây rồi. Như vậy là vào nhà game thủ Mr. No 1. Rồi, một lối đánh khá là thông minh đấy. Zugi đâm y luôn vào người cầm chém. Như vậy họ sẽ không có nhiều chém trận thiếu này. Và có cần bơm gỗ không? Sẻ đánh như không bờ xin đồ đúng đội đâu. Tôi khẳng định quý vị như vậy. Rất cần xin rác thì mới xin rồi. Như vậy đập như vậy cũng đang lọt chém ở nhà No 1. Hay lắm, bây giờ đâm y luôn No 1. Trận đấu đầu tiên đánh như lên đầu tới Zugi. Zugi định cân đôi sao đây? Đúng là một kèo giải cứu chim sẻ các. Zugi đánh cực kỳ hay. Greg đang chém được màu 2 và đâm y cả màu 3. Thả chém vào nhà cả màu 3 nữa. Quá hay dành cho Zugi rồi. Vâng, cực kỳ nhiều tay đốt đổ là thì game thủ No 1 sẽ không thể có lạc đà nữa trong trận đấu này. Và chưa có bay xe tới thì Mito No 1. Trận thi đấu này của No 1 sẽ chết khá nhiều dân này. Bánh xe còn chưa có thì đánh cái gì? Zugi vừa có bánh xe, vừa có y. Quá hay dành Zugi rồi, đội bán quýt chưa? Game thủ chim sẻ còn tham không? Chim sẻ đã bị Gunny bắn. Như vậy để mà không, vậy cũng có đang lạc đà, đã muốn ốp chim sẻ. Họ đã muốn ốp luôn chim sẻ, chiếu cửa ốp luôn chim sẻ phải có cửa thôi. Zugi chém như nào rồi? Tạm lại 33-40. Vâng, đâm y. Vâng, chém nhà game thủ màu 3 này, đâm cả nổ là như vậy họ sẽ không còn lạc đà nữa. Và như vậy Zugi phải áp lực với nhà Gunny cơ. Để Gunny không thể đẩy quân sang nhà chim sẻ nữa. Nếu không chỉ cần đâm y vào các bãi ruộng thôi. Còn để cho chim sẻ và có thể thở. Và chúng ta sẽ đến với chim sẻ. 36 rồi, chim sẻ đánh cung thì anh em biết rồi. Đây là cung Egypt. Không dễ gì mà nhai chim sẻ nha. Rất khó để nhai, lực của em đang quá khỏe. Như vậy tên này trông thế thôi, nhưng đôi bạn không thể ăn được dân chim sẻ nhiều đâu. Bởi vì chim sẻ mà tay cờ đánh cùng gọi là thôi nó là thượng hạng rồi. Như vậy sẽ dò lỗi con voi đó, ngay trước cửa nhà. Như vậy là tên này đang đảo dân và bắt lạc đà của game thủ màu 3 kia. Sẽ rất khó cho Gunny và No 1 rồi. Trận thi đấu đầu tiên như này là hay. Chúng ta sẽ đến trở lại với Zugi. Tham lai 37 dành cho người cầm Greg. Vâng, tôi chịu anh đấy. Vâng, đây có phải là kèo giải cứu chim sẻ hay không? Greg tham lai 37. Bãi vàng Zugi đang hở. Zugi có biết vàng hở hay không? Vâng, hôm nay thì em ngồi hơi xa các game thủ một chút, em không thể chim lợn nha. Và các game thủ đang là tự đánh hết. Em không ai chim lợn cả. Như vậy là đây rồi. Màu 3 đang chéo sang một tên nhưng đã có y ở nhà để kê. Zugi bắt đầu áp lực sang B đánh 2L thôi, không cần y rồi. Còn y giờ này không giải quyết gì cả. Y chỉ mang tính chất giữ nhà của No 1 thôi. Như vậy sẽ rất lâu nữa No 1 sẽ không có quân. Khẳng định là như vậy, phải e vào. Như vậy không có gỗ trong trận tình huống này. Và như vậy là bắt đầu Zugi dí sang Gunny. Rồi, nhưng Zugi đánh này quá hay rồi, bằng cái ruộng thoải mái 2L. Như vậy trong cái hốc kia vẫn còn khoảng 5-6 ruộng. Để Zugi, Gunny trận đấu ở nhà xấu nha. Zugi cứ chạy chém quanh nhà là đứt rồi. Và cung của chim sẻ lúc này tham lại 4-3. Như vậy tỷ số là 1-0. Cực kỳ hay. Quá hay dành cho game thủ Zugi trận đấu này. Đúng là kèo giải cứu có khác. 1-0. Hay. Như vậy thì đã là 1-0 nha quý vị khán giả. Vâng, anh em trên khung chat như nào? Ép đời mắc bình. Vâng,
Vâng, nếu như anh em đang thấy hay thì anh em có thể chia sẻ mạnh mẽ lên giúp em. Vâng, kèo đấu này thì cũng hơi khó, bài Yugi là mắc bình, bài 1L, rank Y. Vâng, rất đầu óc dành cho game thủ Yugi. Vâng, để nhai được Yugi thì đúng là tôi bảo rồi. Vâng, cục xương này nó cực kỳ là cứng. Và như vậy là chúng ta đến với trận thi đấu thứ hai trong trận đấu đầu tiên này. Rất hay dành cho game thủ vâng Yugi và chim sẻ rồi. Vâng, trận đấu đầu tiên điểm nhấn con này là một bài đấu Yugi mắc bình. Và anh ta đánh theo lối là 1L sau đó đâm Y. Và nói chung là trận đấu này gần như Yugi đã cần rưỡi rồi, cần 1,5 rồi. Sẻ chỉ thủ nhà thôi. Bán máu cho sẻ. Bài này nếu như đánh 2L thì chắc chắn là sẽ bị no 1 lấy lạc đà đi. Vâng, Yugi cũng sẽ không thở được nếu như 2L của... Vâng, Yugi không ăn được 2L của game thủ no 1 nha. Như vậy là Phoenician dành cho chim sẻ trận đấu này. Vâng, chưa thêm soi quân. Vâng, không ai người ta dạy gì mà lấy... Vâng, lấy chém thì thiêu vào lạc đà cả. Và Yugi chọn giải pháp là 1L. Vậy quay trở lại trận đấu này thôi. Như vậy là 1 phô. Và một cái gì đó đây. Và bên kia là sao? Thì vậy bãi quả chim sẻ trận này cũng ăn được, không phải là xấu. Ồ, vậy ăn thoải mái thôi. Rồi, có voi, có hiêu. Bài sẽ thêm đồ nữa là mắc binh rồi. Quá ưng dành cho chim sẻ đi nắng. Vậy sắp con dân. Rồi, như vậy là Hitty với Egypt là quân phía bên kia. Và quân bên mình trận thi đấu này ghi thanh niên được cầm Min Oan nha. Đấy, vậy chim sẻ là người cầm Pho. Và Yui cầm Min. Bên kia là Hitty của game thủ Sài Gòn Gunny. Và No 1 là người cầm Egypt, quân khá được dành cho đội bạn. Đánh giá chất quân này thì đội bạn đang nhỉnh hơn bên mình. Nhưng mà sẵn sàng bài đấu mà chim sẻ bằng cầm Pho. Vâng, sẽ lấy bằng cái sức phát triển trâu của Pho để đỡ lại bằng những loại cung tuyển bên kia không. Hay Yugi sẽ đánh cung à? Chúng ta sẽ cùng chờ đợi trong trận thi đấu này. Vâng, anh thầy hello anh em. Anh em bảo tôi Tuấn Khỉ à? Không phải Tuấn Khỉ đâu. Vâng, em Tuấn 2K. Vâng, chịu anh em đấy. Giờ đến Tuấn Khỉ ở đây nữa. Bịp bịp bịp. Tuấn Khỉ biết bị bắt chơi anh em nhờ. Thế à? Thế. Mình không đọc báo nó không biết. Hơ. Ôi mày quá. Như vậy là cực kỳ kịp thời dành cho chim sẻ đi đắng. Bài sẻ trận này đang có bầy hiêu và em đang đưa cây bầy hiêu 5 con của mình về. Khá nhanh chóng. Và có voi dành cho chim sẻ. Từ những thời điểm đầu em đã dò ra. Vậy không thấy có dân chim sẻ đi dò hay là đủ đồ rồi chăng? Vâng, sẻ sẽ đánh một bài mà kiểu cung cũng có thể sẻ không biết có dị như Hồng Anh không nhỉ? Kiểu đánh bài ít dần lên sớm không? Bài là đủ đô rồi. Liệu có một turn mà 25 dẫn khủng quá nhiều voi dành cho chim sẻ? Đây sẽ là một bài 26 và kích đời có lẽ sẽ cũng như Seng thôi. Và lấy thịt đè người. Phô mà kích đời như Seng thậm chí còn khỏe hơn cả Seng cơ. Tuấn Tùng Phi hả? Vâng, cảm ơn anh Tuấn đi. Hello tất cả anh em. Vâng, 94. Tuấn 2K là 2K là 2.000 đồng nha anh em. Vâng, cái ông này là ông chủ đào đào hoa ông đặt cho tôi đấy. Rất mong anh em vâng sẽ ủng hộ cho em. Vậy 20/24. Rất nhiều anh em trên khung chat rồi. Rất mong anh em tiếp tục chia sẻ đi. Vâng, chim sẻ tiếp tục cầu vòi về. Vâng. Như vậy chúng ta sẽ đến người giải cứu chim sẻ. Đó là Yugi. Yugi có đôi voi. Và người cầm Min Oan có lẽ Yugi sẽ chém thôi. Nhà sẻ thế thì kia thì sẻ sẽ cung. Và như vậy đây là bầy hiêu. Như vậy hai bầy hiêu thì phải. Hay là bầy hiêu 7 đây. Có thể là hiêu 7 thôi. Tôi nghĩ là hiêu 7 thôi. Đúng rồi. Hiêu 7 chạy thôi. Khá bình tĩnh trong những pha phi hiêu của mình. Rồi, như vậy là vẫn đóng chiếc S ở đây đẹp được. Ăn được cả vàng. 24 dân. 25 dân. Vâng, Yugi đánh bao nhiêu dân đây? Có lẽ sẽ là 26 dân. Chưa thấy anh nhả dân ra. Vâng, liệu trận thiếu này Yugi có chém được như trận thiếu trước hay không? Vâng, cảm ơn anh Nhật Quang đã gửi tặng cho anh Yugi 100 sao. Xin cảm ơn anh em rất nhiều.
Rồi như vậy là 8 phút bao nhiêu đây? Đây là bài mà đồ lùa về muộn nên không thể kích ngay được. 8:25, như vậy 8:25 dành cho người cầm min này. Bài đấu lực cũng khá yếu, do anh ăn chỉ ăn hiêu thôi. Không có quả phụ. Nếu mà ăn chuẩn thì ăn 3 bầy hiêu liền sẽ tương đối yếu. Như vậy đây sẽ là một cái hốc nhỏ nhỏ xinh xinh dành cho game thủ Yugi. Và chúng ta quay lại bài xẻ xem nào. Xẻ câu hết voi về chưa? Như vậy là xẻ cũng ăn gỗ đây. Map đấu này sẽ dừng như này thì sẽ cung thoải mái rồi. Chúng ta sẽ xem cái cách cơ cấu đánh cung của chim sẻ trước khi quay lại màn hình máy của game thủ Yugi. Và người giải cứu chim sẻ là đâu một à? Không, giải cứu chim sẻ chỉ là Yugi thôi. Như vậy là màu 2 Gunny đang ở đây, dường như Gunny đi dâng. Không biết Gunny đói hay đi dâng đây. Map này 22 ít khi người ta đi dâng lắm. Vâng, như vậy là đánh cung dành cho chim sẻ đi nắng. BM đây. Có lẽ chim sẽ tính toán là vâng đang lường trước trận thi đấu này là có thể là Gunny sẽ dâng và chim sẽ đóng Nga trên vị trí cao này và ruộng sẽ bắn vẽ tại nhà chính rồi. Nhà này thì có một cái dốc và như vậy là Gunny đi đập lô thì phải anh em ạ. Dường như là Gunny đi đập lô thật. Đập lô thì ưng lắm. Riêng thua tặng chú thẻ 500k. Bim. Như vậy là 28 dân dành cho chim sẻ. Đúng là một con trâu. Có lẽ sẻ sẽ cơ cấu đánh 5A trận thi đấu này chăng? Chặt gỗ biết dường như sẻ đã nâng rồi. Và như vậy đẩy con T đi tìm game thủ Gunny luôn. Đây rồi, ấy là Gunny đánh gì ấy? Gunny đánh cung. Vậy có T công chim sẻ. T của Gunny là T gì đây? Dường như là T Hitty. Rồi, đúng rồi, T Hitty. Tờ đây sẻ đã lên dốc trước rồi nhưng không thua, có lẽ sẻ lại với sóc con T nữa ra thôi. Sẽ chuẩn bị đóng BA. Như vậy Hitty có một bóng thì đập và một búa. Vâng, xin phép. Một búa thì thiếu mà nửa búa thì thừa. BA. Có lẽ sẽ là F5 BA dí Gunny. Một bài Gunny chỉ là ăn hoang thôi nhá. Ăn hoang kết hợp như vậy sẽ phải vẫn phải sóc T thôi. Không, Gunny sẽ móc cái vị trí này. Rồi, khá nhanh tay dành cho chim sẻ. Bánh xe được nâng cấp. Rồi, như vậy là sóc toàn T cũng được. Sẻ có thể chơi bài toàn T lên bắn Gunny cũng không sao cả. Sẻ sẽ 5A, chắc chắn là như vậy rồi. Lấy thịt đè người, Gunny cùng lắm được đánh như 4 BA thôi. Rất khó để Hitty có thể đánh 5 BA trong trận thi đấu này. Vâng, chào Nhi Thảo. Vâng, chào bạn. Không hề đơn giản, hello anh em. Rồi, như vậy là bị màu 3 đang chọc gió vào. Và màu 3 không dám quay lại chọc chim sẻ. Sẻ đang phải bo nhỏ. Vậy có con T của người cầm Hitty Ryan ở đây. Và rất nhiều T dành cho Gunny. Gunny muốn ôm chim sẻ rồi. Chim sẻ bắt đầu có tấn công đầu tiên. Như vậy sóc nhiều T thì Gunny có lực hay không? Hãy xét một bài được nâu bột bơm đồ. Nếu như vậy thì xét yếu, ghi thanh niên điểm số cực kỳ cao. Chúng ta sẽ đến màn hình máy của ghi thanh niên. Như vậy giờ một tơn F3. Một tơn F3 như vậy ghi thanh niên tạo lại 28. Tôi thấy map mở đã sáng ra nhà nâu một rồi. Dường như cũng chọc nâu một cái gì rồi. Và như vậy sẽ đi sang nhà Gunny. Dường như Gunny chưa bó bế gì nhiều. Thế như vậy là lạc đà rồi, bam vào, đấu lạc đà như vậy chọc luôn đấy, tốt nhất là bỏ đâu một đi. Tăng 2L đi sang Gunny cũng được. Sẻ khỏe thì người đánh chém bên kia không có tuệ. Xin phép không có tuệ dành cho người đánh chém bên kia. Vậy hai ông đang điều lạc đà với nhau, vậy Gunny chạy gỗ thì lấy gỗ đâu sóc cung. Có lẽ là Gunny không vẽ nhiều ruộng. Nên là sẽ sóc được cung. Và đây là một cái hốc tôi đã bảo rồi, nhìn từ ban đầu rồi, có hốc, mép bản đồ đã kín chưa. Như vậy là Gunny có ruộng ở nhà nha anh em. Nhưng mà nhà Gunny cũng tương đối xấu. Đây là một bãi quả nữa dành cho game thủ Yugi. Bằng cái ruộng thì một lát nữa Yugi chắc chắn sẽ đều hay lờ. Như vậy thả lạc đà vào đây để đỡ cho chim sẻ. Chúng ta sẽ đến với chim sẻ trong trận đấu này. Sẻ sẽ phải dồn lên. Như vậy sẻ đang chờ đợi cái gì đó. Chờ đợi lạc đà của nó một. Hay là chờ đợi cung của game thủ. Chờ đợi tân cung của mình nở ra đây. Vẩy e để bắt con cung gà đầu tiên. Những con cung gà đầu tiên của game thủ Gunny. Như vậy có thể dí chết Gunny trong thời điểm ấy luôn. Phô sẽ ra cung cực kỳ đơn giản thôi. Gunny đang điều cung cũng rất khó chịu. Và đây là chim sẻ. Gunny điều cung trước chim sẻ. Cung là cung tuyển. Vâng, sẻ đang phải chấp keo này. Vâng, Phô và Hitty. Vậy bài hit của họ lên cũng không hề muộn. Không hề muộn nha. Cũng bò nhỏ dành cho Gunny. Quân của Gunny cũng đang tương đối đông trận thi đấu này. Rồi, vậy đang điều. Như vậy lạc đà của game thủ No 1 cũng đang khá đông trong trận thi đấu này. Một lát nữa thôi thì Gunny, Yugi sẽ đều 2L. Chắc chắn là như vậy rồi. 39 trên 68. Rồi không như vậy sẽ bị đi mất một tên cung rất khá to của mình. Một tên sẽ không để ý. Dường như cung của sẽ có giáp chưa nhỉ? Chưa có giáp.
sẻ chưa lên giáp trong cung nha. No một đang ăn hoang ở giữa bản đồ. Zugi phải ra quản. Vâng, để tay cho chim sẻ phát triển. Rồi bắt quân dùng Gunny. Gunny cũng không dám lên vị trí này đâu. Được khẳng định quý vị là như vậy. Trông thế thôi nhưng mà cực kỳ khó bắt. Và như vậy là đang điều cung. Vâng, như vậy là ăn được khá nhiều cung Gunny. Như vậy sẽ bù lại cái lên cung mà sẻ vừa mất. Sẻ đang cầm cung. Vâng, cung này thì thực tế cũng không phải cung tuyển. Cung này thì như cung baby, cung xăm thôi. Nhưng vấn đề là phô thì nó sẽ ra quân đều hơn. Và sẻ đang đánh 5 BA. Một trận sẻ sẽ không thể ra được dân. Vâng, do bị ảnh hưởng khá nhiều từ đầu đến giờ. Đấy, nó một chéo sang tương đối nhiều. Đây rồi, như vậy đang tập trung điều cung với game thủ Gunny. Gunny cũng điều cung khá tốt nhưng mà tên này lạc đà họ không phối hợp. Vâng, nếu như tên này họ phối hợp, đây rồi, thôi chết đây rồi. Sẻ chưa có giáp, sẻ ơi. Chưa có giáp, chưa có lực thì phải. Tên này cung sẻ không có giáp thì lạc đà nó đông. Vâng, đông như kiến lửa thế này thì căng. Rồi, chết rồi, Zugi ở đâu? Có sang chúng ta sẽ xem pha thủ nhà của chim sẻ này. Vâng, liệu thương hiệu của em có giúp cho đội bạn sợ hay không? Tôi thấy đang rất căng nhá. Cung Hiti và một lạc đà ôm. Như vậy Zugi phải sang ngay. Zugi phải sang ngay thì còn kịp thời để cứu. Tên này mà sẻ thủ được thì đúng là một tên thần thánh. Quá đông lạc đà. Không, như vậy Zugi đến cứu rồi. Hay. Zugi có gì bơm tắt đồ đi. Và hôm nay thì xin phép anh em khán giả là hôm nay em ngồi xa tương đối game thủ, chưa thể chịu lận vào được cho game thủ. Như vậy sẻ đã có giáp cho những con cung R của mình rồi. Đã kịp lên giáp. Và tên này sẻ sẽ điều. Zugi lạc đà trái thôi. Nhà BL Zugi gần. Có lẽ sẽ bắt hết được tên này. Sẻ đang vẩy e. Như vậy là khít như cái gì thì anh biết rồi. Như vậy là vẫn 5A. Tôi nghĩ tên này chỉ ra được 4BA thôi. Bắt đầu dí lên. Nhà Gunny thì lực vẫn đang ổn định nha. Như vậy sẽ quyết định đen ra và chui hẳn ra ngoài để đấu quân với Gunny luôn. Nhưng lượng quân thì tôi nghĩ là cũng chỉ ngang phớ thôi đấy. Vâng, nhưng mà sẻ đang, vâng, đang có lợi thế là ốp từ nhà BA. Cả Zugi lạc đà rồi. Dường như lạc đà Zugi đang tương đối đều. Chúng ta sẽ trở lại màn hình máy của game thủ Zugi. Vâng, đây Zugi 33 đang đi vào ruộng. Quá, băng này ruộng thoải mái 2L rồi. Như vậy chúng ta sẽ quay trở lại chim sẻ. Và đây là sẻ đang điều cung với Gunny. Tập trung đi em ơi. Những tên này sẻ hit đen rất hay rồi. Và sẻ đánh cung vẫn là một cái gì đó. Cái tên trước thủ nhà quá là dẻo đi. Cũng tưởng cảm tưởng như là cái lượng quân của sẻ nó ít hơn. Nhưng No 1 còn đang phải sang cứu Gunny trong trận thi đấu này cơ. 7E để bắt cái con lạc đà của No 1 hay không? Vâng, lạc đà của No 1 anh em có thể thấy những dụng không? Vâng, dụng như lá dụng mùa thu hay mùa đông vậy. Tiếp tục ép lên. Gunny không thể tụ được cung lở của mình. Và đội bạn đã sắp quýt chưa? Ghi thanh niên trận này có rất nhiều lạc đà. Vâng, vẫn là cái đầu óc của Ghi thanh niên rồi, cực kỳ chỉ. Cảm ơn anh Nguyễn Đại Hải đã gửi 10 sao. Vâng, lên giáp rồi. Sẻ lên giáp rồi. Win chặt chưa anh em? Thao lại chỉ 44 nha. Sẻ không ra dân. Sẻ nó muốn ra quân đều. Như vậy Gunny đã chạy quanh ruộng của mình. À không, chưa. Chưa chạy. Như vậy lạc đà của game thủ Zugi ở đâu? Zugi đang rất nhiều gỗ nha. Thích thì như tôi tầm này nhiều gỗ tôi tống hết cho nhồi mồm chim sẻ. Như vậy là Gunny reside. Tỷ số là 2-0 trong kèo thi đấu này. Quá hay rồi. Ưng ưng anh em ơi. Hay. Đánh thế này thì ai chả yêu. Quá ưng luôn. Và một quân mà tôi đánh giá là bên mình cũng chỉ là dưới thôi nha. Nhưng mà hai game thủ vẫn là thương hiệu của sẻ cầm cung. Và cái sự trì trạc của Zugi đánh lạc đà kìa, lên muộn hơn đấy. Mà anh ta có một cái hốc 2L ra quá đều. No 1 thì là một bài đấu ăn hoang, không thể chắc lực được như Zugi. Và đánh theo lối hai ông này, ông đánh kiểu trì. Vâng, đánh càng lâu về dài thì vâng, lợi thế sẽ dành cho người trì trạc hơn. Và đó là chim sẻ, và đó là Zugi. Vâng, cung hit. Cái tờn ấy phối hợp, đội bạn phối hợp cũng quá hay. Nhưng mà vấn đề là vâng, No 1 đến tôi cảm giác như là No 1 không để ý nhiều trong cái tên vâng đi cung của chim sẻ vậy. Sẻ thủ được nhà tương đối tốt. Vâng, xin cảm ơn Huy Thắng nha. Cảm ơn anh em. Rất mong anh em sẽ ủng hộ. Và anh em thấy hay thì anh em phải ủng hộ ngay bằng cách là like, thả tim thả like mạnh mẽ không chat cho em. Chia sẻ mạnh mẽ nữa được không? Vâng, vâng, ông bố trẻ con kìa, to bền khỏe, đúng rồi. Phải to nhưng còn phải khỏe nữa cơ. Vâng, người thì được cả hai cái. Và như vậy chúng ta sẽ đến với chung kết sớm dành cho đôi bạn. Giải cứu trong kèo đấu, giải cứu chim sẻ đi nắng. Trận thi đấu thứ 3 và có lẽ sẽ là 3-0 thôi. Ghi thanh niên đã vào. Vâng, lấy vẫn là bóng 8 thôi.
Ghi thanh niên này đánh cũng tương đối khỏe. Vâng, cầm chém lên muộn cũng đánh hay, mà lên sớm cũng đánh hay, đánh kiểu gì cũng đánh hay được. Cực kỳ trì trạc dành cho Yugi. Vâng, sẻ thì vẫn vậy thôi. Vâng, sẻ thì không còn gì phải bàn về chim sẻ nữa rồi. Vâng, chúng ta không phải nói nhiều về em nữa. Rồi, như vậy là Babylon dành cho game thủ Yugi. Chờ một tí soi quân thì tôi sẽ chuyển máy luôn sang chim sẻ để anh em xem. Như vậy là đã có cỏ là quả luôn. Như vậy là Hitty và Baby là quân bên phía đội bạn. Và cảm tưởng như quân mình đang xấu hơn. Như vậy Baby và Maxe. Như vậy đã trời, ông trời đã sinh ra Max. Tại sao nó còn sinh ra Hitty nữa đây? Cập nhật quân một chút cho anh em. Phía bên kia thì game thủ bằng và Mr. L1 là người cầm Hitty đi ạ. Và game thủ Gunny là người cầm Babylon. Vâng, trận đấu này một trận đấu Gunny cầm chém nhỉ. Gunny cầm chém sẽ khác. Những trận trước là game thủ No 1 cầm chém. Tôi nghĩ đây sẽ một trận đấu khác. Vâng, nó sẽ khác những trận đấu trước. Maxe của game thủ chim sẻ. Và Yugi được cầm Babylon. Và có lẽ đang là 2-0 rồi. Vâng, xin cảm ơn anh Ngọc Minh Đào. Vâng, em thì em là tên, vâng, em là vâng, Tuấn 2K, em thì em sinh năm 1994, và em đến từ Thái Bình. Cảm ơn anh em đã ủng hộ nha, Yugi bằng tuổi mình à. Vâng, Yugi thì anh nói thật thì anh em sinh năm 89, anh bảo tôi là khán giả có hỏi thì nhớ bảo là anh sinh năm 98 nha, và anh chưa có người yêu. Đấy, đấy là cái lời dặn của anh nó như vậy, nên là nhiều lúc là em cũng không dám vâng, nói thật. Cảm thấy nó cứ không phải với lòng mình. Như vậy là map đấu mà Yugi đang lại cầm Babylon và đang có thế nhà này thì hoàn toàn có thể đánh cung được nha. Nhưng mà cung Baby đối đầu với cung Hitty rồi đấy, anh em phải biết rồi, 1-10 và 1-5-1-6 thôi, hơi khó để đối đầu Hitty. Và chúng ta sẽ đến với lại chim sẻ đi nắng và người cầm Maxe. Đối với sẻ thì dò đồ chắc đủ rồi đấy, tôi vừa nói không, sẻ vẫn là vậy thôi, hai dân đi dò, không phải bàn nhiều em rồi. Như vậy sẻ nó muốn khung nhà thì phải, bài này một khung nhà, hai chém ra đều. Vâng, và Yugi sẽ cung. Những cái vấn đề bên kia là lạc đà. Đấy, thế mới căng. Lạc đà nó đi chém thì cực kỳ là đau. Như cái trận thi đấu đầu tiên thì Yugi còn phải đóng một y để chơi lại lạc đà cơ. Nhưng mà đây là trận thi đấu này là Maxe. Maxe của chim sẻ thì nắng, như vậy sẻ có giật vào đây không? Và đây có lẽ một cái hốc đẹp dành cho sẻ này. Hốc kia cũng có vàng, nhà sẻ đã đủ 3 bãi vàng rồi. Đây là một bãi vàng kép dành cho chim sẻ nha. Tôi thì tôi đang muốn là sẻ sẽ giật chui hốc này. Chui hẳn cái hốc trong kia. Khung căng ngang cái chỗ từ cái giếng vào. Đúng không anh em? Bo trên 12 giờ lại trong đấy làm một khoanh ruộng nữa. Và có rất khá nhiều vàng ở trong đấy rồi. Có một bãi vàng là đủ rồi. Đấy, tôi muốn sẻ chui hẳn vào đây cơ. Vâng, 2K là 2.000 đồng nha anh em. Nên nhiều anh em thắc mắc 2K là 2.000 đồng. Vâng, Tuấn 2.000. Vâng, cảm ơn anh Trần Thiết. Vâng, anh em đừng bảo em là Tuấn Khỉ nữa. Vâng, chắc em chết mất. Em không đọc báo nhiều, nhưng em cũng biết đấy, ông Tuấn Khỉ đấy rồi đấy. Như vậy là 20/24. Bài sẻ sẽ đánh theo kiểu, có lẽ sẻ sẽ đánh, vẫn đánh nhiều dân thôi. Phong cách của sẻ là vậy. Vâng. Một số anh em đang comment là to bền khỏe. Có lẽ là ông đúng thôi. 21/24. Và như vậy đây là chiếc BS. Ok. Sẻ ép đời thì trận đấu này tôi nghĩ sẻ không đến quá sớm đâu nha. Bởi vì đây là con Maxe. Và gỗ đầu của sẻ dường như hơi xa một chút. Bắt đầu dàn quả phụ dành cho chim sẻ đi nắng. Có lẽ nên phi con sư tử luôn, tránh tình trạng sư tử và la liếm con nông dân của mình. Vâng, ông đánh cung à. Mà bà này đánh cung A thì tôi đang nghĩ là vâng, tôi hơi lo lắng một chút. Vâng, bởi vì họ là Hitty. Hitty nó sợ gì có loại cung của Maxe đâu anh em. Sẻ khung thì thường thì sẻ đánh cung A, anh em nói cũng khá đúng. Vâng, thường thì Yugi sẽ bán máu cho chim sẻ. Vâng, những kèo này thì chưa thể biết được. Có lẽ sẻ đến cung thật. Bởi vì là vâng, sẻ luôn đưa mình vào thế chủ lực. Còn bài của Yugi cũng có thể khung nhà đánh chém thôi. Và sẻ sẽ kê. Vâng, đánh với sẻ thì chưa biết thế nào được. Bởi vì các game thủ thường sẽ bán máu. Khán giả nói cũng rất đúng nha. Rất nhiều anh em khán giả nói đúng. Vâng, không, khán giả nói chuẩn đấy. Rất nhiều anh em khán giả nói khá chuẩn. Bởi vì sẻ cặp với ai thì mặc định là người kia bán máu. Kể cả có là tay cung đi chăng nữa, sẻ cũng sẽ cũng phải bán máu cho sẻ. Mà Yugi mặc dù là tay cung thủ chắc chắn vẫn phải bán máu cho sẻ cho anh em, bởi vì sẻ cân tất, chỉ đơn giản là sẻ cân tất. Dường như sẻ cũng sẽ đánh cung A thật, và chúng ta đến với Yugi để biết ngay. Không, hai người đánh 26 dân, 26 dân thì chưa biết nha. Bà đánh Yugi cũng đẹp, như vậy đang ăn chung với game thủ màu 6 này. Có lẽ sẻ sẽ đánh chém kiểu khung nhà và khỏe thôi.
Vâng, chứ Max C mà đánh cung Nga thì tôi nghĩ là vâng, Yugi sẽ bị quấy chết ngay tại thời điểm ban đầu. Có lẽ sẽ bị one hit luôn bởi một cung một chém bên phía đối bạn. Bởi vì quân trận như bên bạn đang là Gunny cầm chém và No 1 cầm cung nha. Đấy mới là thế của đội bạn. Bởi vì Gunny là một con hàng cầm chém nó siêu siêu rát. Tôi khẳng định quý vị là như vậy. Chờ xem Yugi đánh cái gì đây. Như vậy là BM và cái gì? Có lẽ sẽ là BA, đúng rồi. Yugi đánh cung. Và đúng như cái thế tôi nói. Đúng như điều tôi muốn nói rồi. Một lần nữa cho em gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới tất cả những anh em đang có mặt trên khung chat ngày hôm nay. Và em cũng rất mong là anh em sẽ chia sẻ cái luồng livestream này, thả tim thả live mạnh mẽ lên nhiệt hơn nữa là anh em ơi, để ủng hộ cho game thủ Yugi và chia sẻ đi nắng. Bài thi đấu đây, một bài thi đấu mà Gunny lên đời cũng sớm đấy. Điểm số nhảy cũng khá cao. Nhưng cái vấn đề là Gunny ăn chung, không biết anh ta lực có khỏe hay không. Yugi sẽ cần kín nhà mình vào trước đã, nâng cấp chặt gỗ và chúng ta quay trở lại bài đánh chém của chia sẻ đi nắng. Và đây là sẻ đệ 27 nông dân. Ôi giời ơi, ôi, giò sẻ đâu. Như vậy phải quay con giò về thủ rồi. No 1 đẩy tê luôn, cực kỳ là căng. Một bài đấu dường như là mắc binh tới từ game thủ Mr. No 1. Sẻ sẽ phải ra đập, có lẽ sẻ sẽ nằm một dân. Bởi vì đây là cung tê của Hitty. Không biết có chết một dân không. Nếu chuẩn thì sẻ chết một dân. Còn nếu No 1 bắn gà thì không chết dân nào. Đấy, No 1 gà thì mình sẽ không chết dân nào. Còn chuẩn là sẻ phải chết một dân. Bởi vì dân kia của sẻ tôi nhìn thấy ít máu lắm rồi. Như vậy là hai người đội bạn đang muốn quay sẻ. Sẻ phải khung nhà vào. Rồi, như vậy sẻ ăn được vàng và sẻ sẽ khung nhà map này vào. Sẻ sẽ phải cân đổi thời điểm đầu tiên. Một vài cái e sẽ giúp cho chim sẻ đi nắng kín được nhà của mình. Và 2L đều cho em. Vâng rồi, có lẽ là Gunny chỉ đánh 1L thôi nha. Và đây là dân của Yugi. Yugi đang kéo về. Và sẻ đang quay được khá nhiều ruộng rồi. Thôi, rút dân về đi em ơi. Vậy lạc đà Gunny là 2L đều. Ấy ơi, càng. Quá nhiều T dành cho game thủ Mr. No 1. Và lạc đà đã có dành cho đôi bạn nha. Sẻ sẽ bị quay. Chắc chắn đã bị quay rồi. Đang phải e để bo nhà mình vào. Đây có chém, nhưng mà tơ này không lo lắng lắm. Nhưng mà tôi đang úi giời, khó chịu ông No 1 đen BG đi anh ơi. Rồi thì để làm gì. Cẩn thận Gunny lao lạc đà và là sẻ vàng phít luôn. Khẳng định quý vị là như vậy. Hãy cẩn thận một tình huống. Bo và sẻ ơi. Úi giời, tôi đau tim, tôi thề lạc đà Gunny tới rồi sẻ ơi. Như vậy là Gunny tới đây và chạy luôn dành cho Gunny. Lạc đà chém của sẻ là câu giáp đầy đủ và có lẽ sẽ phải thiêu. Rồi, chạy thôi. Sẻ phải rên dữ. No 1 chắc chắn sẽ áp lực đến đây sớm. Tôi đã bảo rồi, đây là Gunny chém nó sẽ khác biệt hoàn toàn. Ấy, ôi, lọt rồi, sẻ để lọt. Vâng, một cái khe BL và bãi vàng, không ai bảo sẻ cả. Đi go, như vậy tơ này sẻ fit thật đâu. Rất khó để sẻ có thể đỡ nhà, mặc dù đây là chim sẻ đi nắng. Vâng, fit rồi, chắc chắn tơ này không thể đỡ được và quyết luôn. Tỷ số, vâng, biết ngay sẻ sẽ cầm chém cái. Vâng. No 1 đánh như kiểu dâng A luôn lên rồi, toang. Vâng, biết là chỗ ấy hở rồi, nhưng mà anh em thông cảm là tôi ngồi rất xa, không thể nhắc được các game thủ. Thế vậy tỷ số là rút ngắn thì cho đội bạn là 1-2. Tôi bảo rồi, Gunny cầm chém, chứ không phải là No 1. Chưa bao giờ ai dám đánh giá thấp Gunny về khả năng cầm chém cả, khả năng rát của mình cả. Tờ đấy dù có kể cả là có không lọt đi chăng nữa thì vẫn khó. Bởi vì Yugi không thể cứu được, do Yugi chỉ là cung baby thôi. À, cảm ơn Ban Mai đã gửi sao dành cho Yugi. Xin cảm ơn anh em. Cảm ơn anh Ban Mai nha. Rất mong anh em sẽ tiếp tục chia sẻ đi. Em nay thì em ngồi rất xa hai game thủ nha. Em bình luận với các game thủ không nghe thấy. Và em nhường chỗ cho Kami và Hải Mario ở bên kia. Chính vì lý do đó mà em ngồi xa các game thủ nha, em không nhắc được. Rồi, ok anh Nguyễn Công Thành nha. Hôm nay thì các bình luận viên ngồi rất sát nhau nên là vâng, nó có một cái sự khó chịu không hề nhẹ cho khán giả. Rất mong là anh em khán giả sẽ vẫn ủng hộ thôi. Và như vậy chúng ta sẽ đến với trận thi đấu thứ tư. Và tỷ số đang là 2-1. Chung kết part 2 dành cho bạn. Ê, ghi thanh niên cầm AC à? Quân đi Yugi ơi. Rồi, random. Như vậy là Hitty Real dành cho chim sẻ rồi. Ơi, ôi. Khi tìm cái gì đó, xoay quân quá nhanh dành cho chim. Vâng, chim bình đi nắng. Giải cứu chim sẻ. Vâng, như vậy sẻ đã thấy bầy hiêu trước khi thấy bãi quà.
Rồi, như vậy là chưa thấy quả có xẻ đâu cả. À đây đây đây, như vậy quả sau hiêu. Bãi quả là bãi quả, có 6 cây thì phải, không biết có 7 không. Nắp sau cái gỗ cái liệu có một cây quả nữa thì ưng. Chúng ta sẽ để ý tình huống con dân nó chạy. Và như vậy sang Yugi cầm gì nào. Như vậy là hit, 2 hit liền trong map đấu này nha. Như vậy là hit hit, còn quân bên kia thì chưa đi soi. Anh Yugi bấm quân nha bác. Vậy ngồi quá xa và nói các cầu thủ không nghe thấy đâu. Như vậy bên họ trận thi đấu này là một con Yamamoto và AC nha. Và rất mắc binh dành cho đôi bạn. Gunny là người cầm AC. Và Gunny là người cầm AC. Và Normal là cầm Yamamoto. Kèo này có nhận định cũng chỉ là một kèo, tôi nghĩ là kèo cân thôi. Bởi vì Hitty đánh lạc đà thì nó cũng không vấn đề gì cả. Và mình là cung tuyển Hitty. Nhưng mà thế thì tôi nghĩ là thế thì bên mình dễ đánh hơn. Nhưng mà nếu mà để thích cầm quân thì có lẽ thích cầm quân ở bên kia hơn. Bởi vì IA nó sóc chém rẻ hơn. AC và IA là quân bên phía đội bạn. Và đây là màn hình máy của game thủ Yugi cầm Hitty. Và như vậy đang lùa hiêu về. Những thời điểm đầu tiên thì chúng ta sẽ xem chim sẻ đến nắng đi. Bài này tương đối sẽ trống rồi. Sẻ nhiều hiêu, có lẽ sẻ sẽ đánh chém. Sẻ là một con hàng cực kỳ nhiều tay. Và cung chém xong toàn, chém cũng khỏe mà cung cũng khỏe thôi. Yugi một tay cung, cung thủ. Nên là ok thôi. Kèo này có lẽ sẻ sẽ đánh chém. Vâng, quân thì quân cân thôi. Đánh giá là quân cân thôi. Thế thì tôi nói là thế bên mình thì tôi cảm giác dễ đánh hơn. Như vậy sẽ chậm dân một chút nhá. Sẽ dò quả muộn và sẽ chậm hơn một dân so với những người còn lại. Bởi vì bên mình thì ai đi cung dễ chọn người đi cung nên chém hơn. Nhưng bọn bên kia chỉ cần một nhà IC xấu thôi thì đánh cung nó sẽ không được mắc binh lắm. Nhưng cái vấn đề là Yamamoto nó ra chém quá rẻ. Và cái lợi thế ban đầu nó dành cho Yamamoto và IC. Yamamoto và IC thì hoàn toàn có lợi thế ban đầu. Như vậy sẽ đang có một cánh rừng xấu và sẽ đánh chém. Nhưng BS đóng ở đâu đây? Sẻ đang dò rộng hẳn ra. Vâng, chiếc đầu sẻ muốn đóng một vị trí đẹp nhất. Vậy sang luôn nhà game thủ Yugi rồi. Và đây là bet đầu tiên của chim mình đi nắng. Rồi, như vậy ăn chung rừng với Yugi luôn nha. Vâng, bài này thì hai anh. Vâng, đây là một trận đấu mà đồi thông hai mộ. Vâng, nếu mà chết thì sẵn sàng hai anh em. Vâng, dắt tay nhau và nhảy xuống vực đi chứ còn gì nữa. Sẻ có lẽ sẽ anh 25 dần thôi. Vâng, bài này là bài úi giời, cực kỳ gần game thủ No 1. Như vậy Yamamoto và Hitty đối đầu với nhau. Và bài này là bài chưa đủ đồ dành cho game thủ No chim sẻ. Bài tương đối đói, sẻ kích luôn, kích sẻ ơi. Bài 26 dần, kích. Rồi, như vậy là 8-13. Tương đối được, nhưng vấn đề là sẻ chưa đủ đồ. Một bài nghiệt ngã dành cho chim sẻ đi nắng. À, rất mong anh em khán giả tiếp tục ủng hộ đi anh em ơi. Trong một thế đẹp là Hitty đánh lạc đà thì nó sẽ khác được những con chém của IA nha anh em. Còn cung AC và cung Hitty thì như nhau. Nhưng mà trong map la thì người ta sẽ vẫn thích AC hơn. Không biết, à đây rồi, như vậy đôi voi nữa. Có đóng vàng không em? Ăn vàng luôn nhở. Và tinh tế hơn thì sẽ có thể ăn vàng luôn cũng được tại đây. Đây và có lẽ sẽ nghĩ là đây là cái đường đi quân của đội bạn nên có lẽ sẽ không bú vàng đây. Nếu bú vàng đây chắc chắn bị bắn luôn. Thôi nếu đầu tiên AC đẩy vàng vẫn là mất. Khá tỉ mỉ là sẽ trận đấu này sẽ không lên quá sớm được rồi. Và đây là BB và có lẽ một BB một BM là kín luôn vị trí này. Ôm cả Yugi vào đây luôn. Không có đồ ăn dành cho chim sẻ. Vâng, em là Tuấn 2K nha. Vâng, chuẩn anh em rồi. Vâng, như vậy sẽ phải cố gắng để lên được đời thôi. Chúng ta hãy xem sẽ làm gì trong... Ôi giời, anh cung luôn á. Vậy quyết định bài này sẽ đi anh cung ăn hoang rồi.
Vậy cung lủng à, như vậy Yugi nào nhỉ? Yugi chém à? Giống như bài Yugi đẹp hơn à? À như vậy Yugi nhà cũng xấu rồi. Xẻ đánh cung, Yugi đánh chém. Nâng cấp công. Và đây sẽ là 2 BE. Chim sẻ dài đánh đen à, quân bài xấu à. Như vậy là công giáp đầy đủ dành cho con giò của Yugi. Vâng, 3 trên ruộng cánh hoa sẽ đảm bảo cho Yugi ra đều một lời. Như vậy chọc luôn về nhà mà 6, nhà Gunny dường như cũng xấu thôi, không phải quá đẹp. Nhưng vấn đề mà sẻ đánh cung như thế này thì No 1 bên kia sẽ siêu khỏe nha. Bởi vì IA không mất gì thì người ta sẽ sóc quá nhiều lạc đà, à quá nhiều chém đi. IA sẽ ra siêu khủng chém. Biết ngay vào đấy rồi, như vậy là No 1 đã chọc đến rồi. Có lẽ Yugi phải bo vào, không phải chết cả và lẫn cả chim sẻ đấy. Với hai dân của U Thương Vệ gần đi vẽ ruộng luôn tại nhà chính của mình. Tên này gần đi đẹp trai luôn rồi. Thế này đang cảm giác là không ưng cho bên mình lắm. 4k anh em khán giả đang xem rồi, rất mong anh em sẽ tiếp tục chia sẻ đi, ủng hộ cho game thủ Yugi. Yugi cũng sẽ bán kiệt những giọt máu cuối cùng và xem chim sẻ có tham hay không. Chim sẻ có lẽ vẫn nguyên ở đây rồi. Đây là những BA của chim sẻ. Sẻ sẽ đi công tê, sẻ sẽ gom quân. Thế này thế chúng ta sẽ đánh theo thế đẩy thôi. Chim sẻ lên muộn, em sẽ đánh cung trận đấu này. Công tê vào nhà của game thủ Sài Gòn Gunny. Hai chiếc BA là lạc kín. Bài lực của anh Yugi cũng lại yếu rồi. Vâng, xin chào Tuấn Đức nha. Rồi, chào em. Công tê, vậy là tê này bắn gọi là tránh thì Yugi gọi là Gunny đã có bánh xe rồi, cháy Gunny làm ăn rồi, khó gây khó chịu Gunny rồi. Thì phải xẻ ăn ở đây được 7 hiêu, phải xẻ phải én luôn. Xẻ tên này hoàn toàn thể sóc được 5 BA cho mình. Dường như xẻ chỉ sóc 4 BA rồi, như vậy đây có hai lạc đà của game thủ Yugi đây rồi. Như vậy chúng ta tập trung đánh vào cùng chủ lực của đôi bạn. Chém của No 1 đang quá nhiều trên bản đồ rồi. Tới cái tầm này thì No 1 có khoảng 6 con chém. Và Yugi dường như quan hoàng ở đây. Đôi bạn vẫn chưa quản gì được chim sẻ đâu nha, chim sẻ chưa mất một cái gì nha. À, vẫn có một chút cửa cho bên mình để đánh. Nếu nó một chặng nhà thì nó sẽ hơi khó một chút. Và một xe bỏ túi nào, khán giả đang bảo vậy. Hit sẽ bắn đầu, đây rồi. Như vậy là vừa có mid-turn cung đầu tiên thì đã có 4 con chém và 1 gờ giò của game thủ No 1 đã tới. Vâng, khá khỏe. Sẽ phải rỉa chém dần dần của game thủ Mr. No 1. Cố gắng lên, vậy No 1 không đi quản An Hoàng. Có đen S đi không? Vậy quyết định là sẻ sẽ bo vị trí này. Tránh No 1 có thể chạy ở đây. Vậy sẻ chuẩn bị lộ bãi An Hoàng rồi. Sắp lộ bãi Hoàng rồi, tôi nghĩ là sẽ lộ rồi. Nếu sẻ phải e thì No 1 hoàn toàn thì phán đoán ra, đúng rồi. No 1 bắt đầu đuổi dân của chim sẻ đi nắng. Chim sẻ tập lại là 34-40. Xem thì Yugi có đi được gì vào nhà Gunny không. Hôm nay là 21 tới từ game thủ Yugi thôi. Cũng bị lộ bãi quả, như vậy không bánh xe tới từ Yugi. Yugi sẽ sửa chân lực và để bán máu cho game thủ chim sẻ. Đấy, nhà Gunny ngoài này yên ổn ra rồi. Để trận đang hơi căng bên mình. No 1 quá đông chém, tách chém dành cho No 1. Theo ngôn ngữ của Tùng Cá Chép, nó gọi là chém đa điểm. Mặc dù chúng ta có thể biết là cung hit bắn đau thật đấy, nhưng vấn đề cứ bị đi như này thì sẽ cực kỳ mất tay. Vậy Yugi sẽ cầm 4 lạc đà về và phay số chém này, bắt số chém hay không. Bánh xe còn chưa có dành cho anh, như vậy là bắn kiệt đến giọt bóng cuối cùng. Chúng ta sẽ trở lại người cầm cung chim sẻ đi nắng để thấy rõ hơn như vậy một tên mà chim sẻ dường như là
đấu luôn rồi. Sẽ sẽ phải lùi trong trận đấu này. Lùi. Đánh mấy C nha em, chắc là khoảng 3 C nha anh em. Thường sẽ là chạm 3 với C. Và như vậy chúng ta sẽ đến với chung kết. Và khán giả đã bảo là Mapla đa phần hay hit là nghiệt à. Vâng. Thế thì em mới bảo là người ta sẽ thích cầm IA và cầm AC hơn. Những quân có lợi thế ép đời. Mà trong cái Mapla này thì ép đời nó thể hiện vâng cực kỳ rõ rệt rồi. Và như vậy là trận thi đấu chung kết xe đấu đầu tiên Macedonian dành cho Chim Bình Đi Nắng. Như vậy đội bạn đang là Hit Mark. Mình cũng có Mark nhưng mà mình là Full Mark. Nhưng mà kèo này thì người ta lại thích Hit Mark hơn. Bởi vì để chống Mark. À để mà chống cùng giờ thì lại có Hit Dummy. Có Maxedemy nhưng cái vấn đề là bên họ có hit để chống rồi. Như vậy là 13-16 đôi voi sẽ được Chim Bình dắt về. Như vậy chúng ta sẽ lướt qua map của Yugi một chút nữa và lát sẽ quay lại chim sẻ. Bài phô này là một bài phô, tôi xem nào. Không, như vậy đây là một map đống mà phô đang chống nha. Nếu đánh mà thế là hai chém thì chỉ cần bị đâm y thôi là bên mình tịt luôn đấy. Chắc chắn phải cố gắng đánh cung trận đấu này thôi. Nhưng Buffo làm gì có rừng đây. Cánh rừng siêu mỏng cánh. Diana hân hạnh tài trợ chương trình này. 18-20 và sẽ đóng vội một chiếc BE. Quả thì map là hơi toang toang dành cho game thủ Yugi rồi. Tiếp tục là những bước đi dò của Yugi. Như vậy đây có cánh rừng nữa. Có lẽ sẽ vẫn cố gắng lên cùng thôi. Và trở lại màn hình máy của Chim Bình Đi Nắng. Xem sẻ đã đủ đồ chưa. Đúng rồi, có quả phụ. Và như vậy có lẽ sẽ trận đấu lại phải khả năng phải đánh ít dần để công sớm thôi. Bài này của sẻ cũng không có mình thế gì mà khung nhà cả. Giá mà sẻ mà khung thì tốt, như vậy ăn chung với game thủ Gunny là được. Ok ok, hai Max C cùng cánh. Thế như vậy Yugi thoải mái mà phát triển đi, đánh nhà cao cũng được. 21-24, ăn thêm một bầy hươu nữa dành cho Chi Bình. Hai hai trên 24, sẽ đang đóng thêm e, và em đang có ý định là đánh thêm dần. Đấy, như vậy là bay S bây giờ mới là S đầu đây nha khán giả. Sẽ quyết định là đi ăn chung đã. À, vậy là đóng G trước khi đóng S. Hơi bịp, anh em có thể nhận thấy tình huống đấy không? Hơi như là vậy, tôi nhìn thấy đóng G trước khi đóng S rồi. Vâng, chào anh Đặng Khôi, chào anh. Ồ, chịu sẻ đấy. Bây giờ mới có S dành cho sẻ. Cũng hợp lý thôi, sẻ ưu tiên việc ăn chanh trước.
Bởi vì bàn này bay, bàn này bay gỗ gần nên là sẽ đóng cái BG à, đóng S muộn một tí không việc gì cả. Tiếp tục đi dò, né con sư tử. Thêm một đồ ăn nữa là tôi xin cho sẻ một bãi quả. Ơ đây 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 đây, như vậy là có đúng một bãi quả là dành cho sẻ khỏe rồi. Rồi kích đời rồi. Sẻ sẽ vẫn bú thêm bãi quả nữa không? Vậy BB hay là ép chân lực đây để lên đời. Tôi nghĩ là vẫn phải ăn thêm bãi quả nữa đấy, bởi vì bãi này sắp hết rồi. Biết có đủ không? Không biết là có đủ không đây này. Vâng, xin chào anh Trương Văn Tuấn, xin chào tất cả anh em trên... Vâng, ông Bình Luân viên này là nạ thế à? Vâng, hello anh Đoàn Mạnh Huy. Em là Tuấn 2K, em chuyên bình luận với page của Yugi. Có thể anh em là fan của chim sẻ nên anh em ít xem cái Yugi không biết thôi. 25-28 đóng BL dành cho sẻ vẫn là một trận 10 sớm. Vâng, căn ke đồ cực kỳ tốt dành cho chim sẻ đi nắng. Vâng, quá tinh tế, vậy sẽ bú thêm bãi quả lấy lực luôn. Có lẽ Gunny cũng sẽ kích đời như sẻ thôi, nhưng vì ăn chung biết lực của Gunny có khỏe không. Sẻ sẽ ăn bãi quả trước đã để làm con giò đã rồi tính. Vàng thì ăn sau một tí cũng được bởi vì mình cũng chưa có giò. Con giò ra hơi muộn. Yugi không biết có lực khỏe không cho sẻ tí thực nhờ. Sẻ công giáp cái là vâng xiên gần ni luôn. Và trái Vũ Trọng Hiếu nhá. Hello anh em. Ôi anh em đừng bảo phán lô liếc gì ở đây nữa, hơi bịp. À, như vậy anh em chờ em một tí nhá và em sẽ quay lại ngay. Rồi, như vậy là quay trở lại trận thi đấu này thôi anh em ơi. Và anh em quay lại được anh em rồi đây. Như vậy là sẽ vẫn có Y để đâm nhà Gunny. Và Y sẽ giúp khó chịu chút. No 1 đang đẩy. Có lẽ sẽ chết rất nhiều dân trong trận thi đấu này. Như vậy Yugi thế nào rồi? Yugi tham 37. Như vậy đang cứu giá. Vâng, cứu giá. Vâng, cứu Hoàng Thượng đi. Hoàng Thượng đang chạy về phía nhà mình rồi. Chim sẻ vạn tuế, vạn tuế. Chim sẻ đi nắng 18 rồi. Có lẽ sẽ đánh fit Gunny không? Yugi chỉ đẩy nhẹ một tên fit vàng Gunny rồi. Là yếu thôi. Vậy sẻ vẫn phải điên hoàng. Không dám đứng nhà. Đứng nhà cũng sẽ bị chém Gunny lùng. Thế vậy xem sẻ né được dân không nào. Ở đây căng thật. Cẩn thận sẻ cũng sẽ fit đi theo Gunny luôn. Như vậy là gặp cung của No 1 sẻ ơi. Như vậy sẻ cũng fit rồi. Sẻ sẽ đổi mạng với game thủ. Không, Gunny cũng giữ được tương đối nhiều chém. Có lẽ chỉ cần đánh 2L thôi. Khá căng với Yugi và Sanke. Rồi, Yugi và Sanke bãi vàng này bắt chém lẻ của cái thủ Gunny đi. Yugi đây rồi.
Và đây là Yugi. Yugi là 45/52 và bắt đầu đang dí sang đây. Bắt lẻ những con chém của Sài Gòn Gunny đi đã. Còn sẻ lúc này thì không mang tính chất thi đấu nhiều rồi. Bởi vì em chỉ bắn máu như thế thôi. Nhà của em như thế thì em đánh như thế là tốt rồi. Cái vấn đề là nhà của anh Yugi không quá đẹp mà mình chỉ là cung R4. Sau khi đó thì No 1 là những con cung R của người cầm Hitty và chất cung nó sẽ tuyển hơn. Vậy e để bắt những con chém hay không? Bắt hết chém lẻ của Gunny như vậy. Gunny sau tên này Gunny cũng sẽ đi về với bản. Gunny như cũng chính thức fit rồi. Sẻ thì cần quản Gunny thôi. Và Yugi sẽ đánh cung với No 1. Chưa ai thấy nhà No 1. Nhà No 1 chỉ cần đẹp thì thế sẽ rất khê cho bên mình trận thiếu này. Yugi đánh cung đối đầu với No 1 trong trận thiếu này. Và đây là cung Phoenician. Vậy có chém có sẻ ở đây, bắt luôn đảo cung này. Tên cung lên mà bắt được thì thấy trận nó có đảo ngược hay không đây. Nhưng không, vậy e vẫn hở. Tên là tên giải e thôi, không là vẩy được. Nếu vẩy thì nó sẽ cực kỳ khít. Vẫn 4A ra đều, vậy Gunny trận yếu sẽ đánh fit Gunny. Gunny không thể móc được nữa. Yugi thăm lai là 49 rồi nha. Sẻ đi có hồi được không như này. Sẻ thăm lai 15 vẫn giữ được khá đông chém. Mà sẻ đang rình rình vào nhà nó một tên đã. Như vậy là sẻ đang báo là phải đi ốp. À không, nó một nhà cũng không có gì nhiều đâu. Dường như nó một, à không, ốp A được của nó một rồi. Nó một đang đứng hết cung vào bên trong. Như vậy là tranh thủ tên này lọt Y vào nhà. Y max C tuy là cung đờ hit nhưng nó sẽ cực kỳ khó chịu thôi. Con cung đấy thì sẻ đảo thôi. Yugi có thể nây trò. Sẽ có luôn chém vào trong hay không? Chém hết con cung R nở bên ngoài dành cho game thủ chim sẻ đi nắng. Ừng lắm em ơi. Quá hay dành cho chim sẻ đi nắng. Nhưng mà cái vấn đề là No 1 nhạc. Ôi như No 1 giật hốc hay làm cái gì đây? Tự như cũng giật hốc thôi nhá. Có ba con Y đây nó cũng siêu khó chịu. Ốp được thì thắng, không ốp được là khê. Và như vậy là đang lọt vào sẻ, sẽ lọt vào ăn dân. Ba con Y kia cũng khá nhiều tác dụng nhưng mà sẻ cũng đang hồi được. Bây giờ như sẻ nó muốn đảo để Yugi bắn hết cung R của game thủ No 1. Một trận đấu thắng thì đúng là highlight luôn đấy. Thế nhà hai game thủ chúng ta là siêu siêu xấu. Yugi cũng đang siêu nhiều quân ở đây. Thấy qua màn hình máy của chim sẻ chúng ta thì thấy Yugi cực kỳ đông quân nhá. Như vậy Gunny đi sai. Một xe đấu cực kỳ hay. Ui giời ơi tôi nhìn này. Như vậy No 1 lên muộn anh em ạ. Bảo sao vâng vẫn là No 1. Vạn tuế vạn tuế. Vâng vạn tuế No 1 đấy. Chịu No 1 rồi đấy. Như vậy là quá hay dành cho Yugi và chim sẻ đi đắng. Sẻ chém được. Oanh fit Gunny. Yugi thì bài cung.